Hello, điện tử Tâm Hoa Chí Linh Hải Dương xin kính chào toàn thể các bác và anh em nhé. Và trong cái clip buổi chiều ngày hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu hàng vừa về. Trước mặt các bác và anh em đây là những quả súp hơi bát mặt bát 40. Thì buổi chiều ngày hôm nay bên em về được có duy nhất có 1, 2, 3, 4 quả thôi. 4 quả thôi, không có nhiều các bác nhé. Thì đây là một dòng súp bãi xịn. Dòng súp bãi các bác nhé. Bông tiêu âm này. Cái bát này em tháo ra, lát nữa em quay chi tiết cái bát cho các bác. Đấy. Thùng gỗ sơn sần màu đen, và đây là tên của súp của hãng CAF này. CAF nhé, CAF, nhắc đến CAF thì không còn xa lạ gì với các bác, các anh em đam mê âm thanh. Và CAF mã sản phẩm là S15. Đấy. Công suất là 600W này, độ nhạy là 98, trở kháng 8 ohm. Đấy. Và cái giải tần hoạt động của dòng này thì em xem nào, 36Hz đến 500Hz. Đấy. Và trọng lượng cân nặng là 44,7 kg, rất nặng nhé. Ok, và giá lát nữa em báo sau để giới thiệu đến các bác chi tiết về cái bát đã. Bây giờ em đo cái thông số cái thùng cho các bác anh em chúng ta lắm được cái thông số của thùng. Đấy. Rất nhiều anh em hỏi về cái thông số chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của thùng. Và chiều cao của cái thùng súp CAF và dòng súp hơi bát mặt mã là S15, chiều cao của nó là 64 anh em này. Đấy. Chiều cao của súp là 64 nhá. Rất ok. Và chiều ngang là 52. Chiều sâu là 60. Đấy. Vâng, để cho các bác lắm được cái thông số thiết kế của thùng. Đấy, đây là cái bát của nó này. Đấy, cái bát của nó. Con này sở hữu một chiếc sắt từ màu đen. Sắt từ màu đen. Con này thì từ là từ 220 rồi. Ok, từ 220 rất là to. Đây là những cái xương của loa này. Chấu này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chấu. Đây là nó là khung xương nhôm. Vâng, gang nhé, gang các bác ạ. Và côn là côn 100. Con này chạy côn 100. Rất là gấu. Côn zin nhá. Côn 100. CAF này. Đấy. Và đây là những cặp súp hơi CAF bát mặt bát 40. Sở hữu từ 220 côn 100. Đấy. Màng giấy nằn sóng. Gân vải hai sóng này. Đấy. Và đây là cái offer hay chúng ta gọi là lón côn. Còn zin nhá. Ok, em báo chào bán cho các bác với cái giá những quả súp hơi bát mặt bát 40. CAF S15. Vâng, giá 4,2 triệu nhá, giá 4,2 triệu. Các bác anh em có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại là 0974 637 646 và 0918 249 265. Địa chỉ bên em tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Bên em thì hôm nay về không được nhiều, chỉ có 4 quả thôi, 4 quả thôi. Dòng này chơi rất là chất, chơi rất là chất nhé. Kích thước thùng thiết kế rất là nhỏ gọn đẹp. Chất âm thì hay. Rất ok cho anh em. Đây là cái lốt là em tháo cái bát ra, là cái gỗ này nó bị lằn vào trong nhé, cho nên là lôi cả gỗ ra luôn. Từ khi nhà sản xuất ra đến giờ là em tháo ra là người tháo đầu tiên, cho nên là nó mới bị lôi ra cái này. Cho nên là các bác thông cảm nhé. Ok, em làm một đoạn video ngắn giới thiệu đến các bác và anh em. Anh em nào có nhu cầu liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại trên. Vâng, đến đây em xin tạm dừng cái video, xin hẹn gặp lại các bác và anh em vào những cái video tiếp theo. Mà xin kính chào và hẹn gặp lại.